sẽ nhún trả chân được chưa? 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 được chưa? Rồi tiếp theo là động tác nhìn này được chưa? Và 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sang ngang đan vào, sang ngang đan vào, sang ngang đan vào, sang ngang đan vào, được chưa? Bọn mình hết, các con có biết lướt kiểu nào không? Lướt đúng rồi, lướt như thế này. Cô làm lại nhé. 1 2 được chưa? Lại nhé. 1 2 lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 được chưa? 2 2 3 4 5 6 7 9 được chưa? Và mình làm lại nhá. 1 bây giờ cô sẽ đếm nhanh cho các con làm nhá. 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 và 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 9 được chưa? Được chưa? Và bước cô sẽ tiếp theo, khi làm như thế này xong, các con sẽ bước lên trên và gạt xuống như thế này. Gạt xuống như thế này xong, các con làm này, làm này, và các con nhảy đan vào, rồi các con lại thả ra, rồi các con đi xuống dưới, không có các con dẹo chân, rồi các con xoay, được chưa? Nha, bây giờ cô sẽ đếm nhanh cho các con làm, xong cô sẽ bật nhạc lên nhá. Cô bật nhạc ở đây cho con. Hay là bật nhạc ở điện thoại hay là ở đâu? Không ở đâu cả, con cứ